đất này người Hoa mắc cười lắm nha cả nhà. Tới Diệp, em ơi gắn cho anh cái cục cục gì mà thấy ở trên mạng mà em đăng cái gì mà gắn vô không có tác dụng gì ấy mọi người mà em hay đăng á. Thì ra đó là cục mô bên sườn nha cả nhà. Đó, anh này, anh khách này, anh ấy là người Hoa, thấy không? Anh này anh người Hoa à, anh ấy dẫn bạn đi, anh ấy nói xì là xì lộ không có hiểu gì hết trơn á. Nhưng mà rất là dễ thương nha. Anh kêu gắn cho anh đi rồi có gì về anh ấy chạy qua gắn cây Nitron DNA qua ủng hộ chiếc SHI mới gắn HBA luôn. Thì đó, mọi người cứ nói là nó không có tác dụng gì thì anh lên đây, anh cũng nói là mọi người nói như vậy á. Thật là buồn cười. Nói chung là anh nói là anh ấy coi TikTok anh thấy đẹp quá nên là anh ấy chạy qua anh gắn. Rất là cảm ơn anh nha. Thì khi nào mà anh em mà thấy muốn gắn mấy cái cục này thì cứ inbox cho em sẽ báo giá cho mọi người rồi có thể ghé shop để gắn nha. Em ở đây em sẽ làm cho mọi người là full nè, thấy không, full nha. Rồi em có bát sẵn hết ra rồi nè, gắn SH350, bát này là bát nhôm CNC nha. Đó, mô bin sườn MSD này rất là có tác dụng nha mọi người, đừng có nói là không có tác dụng nha. Nếu mà không có tác dụng thì chắc chắn mọi khách ở đây sẽ không bao giờ tới đây gắn mà chỉ vì nó đẹp đâu nha mọi người. Cái cục này nó có tác dụng 100% á. Anh em nào mà chơi xe á, đã xài qua thì chắc chắn sẽ biết cái cục này nó có tác dụng như thế nào nha. Đó, đến anh người Hoa mà anh còn đam mê xe, còn chạy qua đây giáp là biết rồi nè, đấy thấy không? Dẫn cả vợ với hai người bạn qua luôn.